Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo, bạn Nguyễn Trung Dũng đến từ Hà Nội. Xin mời bạn. Chào bạn. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ai Là Triệu Phú. Tôi là Nguyễn Trung Dũng, năm nay tôi 34 tuổi, tôi đến từ Hà Nội và hiện đang công tác trong ngành công an. Hôm nay đến tham dự chương trình Ai Là Triệu Phú, rất hy vọng sẽ tạo được một điểm nhấn đẹp nào đó trong cuộc hành trình săn tìm triệu phú của VTV3. Và để làm được điều đấy, rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ tất cả mọi người, và đặc biệt là đồng chí MC mang hàm giáo sư ở đây ạ. À vâng, tôi chỉ là giáo sư gọi là nháy nháy thôi. Vâng, nhưng bạn yên tâm, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ bạn hết mình. Vâng. Còn quý vị khán giả sẽ ủng hộ bạn bằng các tràng pháo tay ạ. Vâng. Xin mời quý vị. Vâng, còn bây giờ thì hành trình sẽ được bắt đầu khi anh em mình lên ghế nóng và vâng, chuẩn bị chương trình. Vâng. Mời em. Vâng. Em có để ở trong bản đăng ký là em lại thích chơi đồ cổ. Vâng. Ở nhà có sưu tầm nhiều đồ cổ không? Ở nhà thì em cũng có đấy ạ. Em chơi rất nhiều đồng hồ cổ. Đồng hồ cổ. Và mới có chuyển sang món gọi là xe hơi xưa xưa, một hơi xưa cũ một tí. Ví dụ như xe cúp. Bắt đầu từ cái đời mà lúc ấy cúp là cả một gia tài. Vâng, thậm chí đúng là bán đi là mua được 2 miếng đất đấy. Vâng, cái tuổi của em thì nó cũng chưa đến đâu. Nhưng mà lại rất là muốn hồi tưởng lại những cái thời gian mà ngày xưa gia đình mình khó khăn ấy. Thì là rất nhiều gia đình khác nữa cũng mơ ước được những cái xe đấy. Thế bây giờ khi mà em sử dụng được cái xe đấy thì cảm giác như là mình đã quay trở lại được cái tuổi thơ của mình ấy. À. Thì là kể cả những cái âm thanh của chiếc đồng hồ nữa, nó gợi nhớ lại những cái thời gian khó đấy, nhưng mà rất là tình cảm và nó gần nhau hơn là thời bây giờ. À, tức là cái bạn sưu tầm là cái đồng hồ to đấy. Đồng hồ cái to đồng đấy. Hồ mà to cũng trên tường đấy. Chính xác. Đúng rồi, vâng. Ngày xưa ngày còn bé anh cũng rất ấn tượng với cái đồng hồ đấy. Vâng. Thế nó tất cả các đồng hồ đều còn đánh chuông cả. Ồ, tất cả đều phải đánh chuông hết, và đánh âm chuông của hết. Nó mỗi con nó lại một âm thanh khác nhau chứ không phải là vâng, giống nhau. Thế bạn có để giờ từng con một nó lệch nhau không? Có, em để lệch nhau tầm khoảng 2 đến 3 phút, và trong một tiếng đấy nó đánh liên tục. Và ai mà ở nhà em mà ở dưới tầng 1 thì có thể là sẽ không vâng, không ngủ được ở dưới tầng đấy. Tôi nghĩ là mình chỉ lo vợ đánh chứ còn đồng hồ đánh thì chuyện bình thường. Đồng hồ nó đánh chuông 1 tiếng đồng hồ liên tục như vậy mà vợ bạn không xử lý bạn à? Cái âm thanh đấy có thể là làm cho gia đình em quen rồi, và cảm giác là thân quen. Nhiều khi mà em không ở nhà hay đi công tác lâu ngày ấy, mà không có người lên cót là tự nhiên là mọi người thấy bảo là thấy nhớ nhớ cái âm thanh đấy. Âm thanh đấy nó du dương và nó mê hoặc lắm anh ạ. Anh thử một lần thì sẽ anh hiểu. Thôi. Tôi sợ nhất là tiếng chuông báo thức, nên là từ đấy tôi cũng ngại tiếng chuông đồng hồ lắm. Vâng. Hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai? Và hôm nay em đến chơi cùng với chú, là trước là đồng nghiệp với em, là chú Trần Văn Tám ạ. Vâng ạ, cháu chào chú Tám ạ. Chào anh Dũng và chào quý vị khán giả trong trường quay. Chú Tám bây giờ là còn công tác hay nghỉ hưu gì ạ? Thưa anh Dũng, là tôi đã nghỉ hưu ạ. Vâng, chú đã nghỉ hưu rồi. Vâng. Bây giờ thì công việc của một bác về hưu thì là thường xuyên tham gia các hoạt động gì không ạ? Vâng, sáng ăn sáng và đi thể dục, trưa về ăn trưa, về nghỉ trưa. Thế ạ, thế còn tôi cái quãng mà giữa thể dục với lại ăn trưa là làm gì ạ? Vâng, loanh quanh cây cảnh, cây cối và tưới cây. Vâng, ngoài ra thì chú có hay theo dõi tin tức báo đài gì không ạ? Có, tôi rất thích mê cái chương trình trên các cái game show trên trường VTV. Vâng, tại vì tin tức báo đài nó cũng rất hay đưa các thông tin, mà nhiều thông tin sẽ trở thành câu hỏi của chương trình Ai Là Triệu Phú. Dạ vâng. Biết đâu có thông tin nào đấy chú Tám lại biết thì chú sẽ hỗ trợ cho người chơi. Dạ vâng, rất mong như thế ạ. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Cảm ơn. Dũng thân mến, sau đây mình sẽ thông qua với bạn luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến chú Tám ở trên khán đài. Kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Trương Anh Ngọc và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được gặp gỡ cùng với hai nhà thông thái. Xin chào nhà thông thái ạ. Xin chào trường quay. Vâng. Ở đây người chơi của chúng tôi có những sở thích đam mê rất cổ. Vâng. Anh tôi Ngọc có sở thích nào na ná kiểu thế? Anh Ngọc hay sưu tầm cái gì ạ? Tôi sưu tầm nhiều thứ lắm. Ngày xưa thì sưu tầm những băng cassette, rồi là CD của nhạc cổ điển, rồi của Richard Clayderman. Xong rồi là sau đó thì sưu tầm áo bóng đá. Gần đây thì bắt đầu sưu tầm những cái thứ như kiểu như là chóp, những cái đỉnh mà mình đã leo lên ấy. Vâng. Nói chung đây là một cái sở thích cực kỳ là tốn kém, mất thời gian vâng, và mệt mỏi.
Nhưng anh leo lên xong anh bê cái đỉnh ấy về à anh? Không, người ta sau khi mình chinh phục xong đỉnh núi thì bao giờ cái buổi trước khi mình về Hà Nội ấy, thì bên đơn vị mà tổ chức những cái chặng leo núi thì họ tặng mình một cái chóp. Cái chóp đấy là một cái bàn sao của một cái chóp rất là to gắn ở trên đỉnh núi. À vâng, em lại sợ nhất là cái mấy ông cứ lên xong là cưa cái chóp ở trên đỉnh núi. Không, vác làm sao được, không làm sao vác được xuống. Hai nhà thông thái sẽ là một phần trợ giúp của người chơi của chúng tôi. Nên là khi nào người chơi cần đến thì hai anh em hỗ trợ nhiệt tình. Vâng ạ, cảm ơn các nhà thông thái. Đấy, khi bàn về sở thích đam mê thì ông nào cũng có thể nói được cả ngày. Vâng. Vâng, anh Ngọc thì nói được 3 ngày. Anh nhiều sở thích lắm. Vâng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, em sẵn sàng. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Mắc cỡ trong phương ngữ Nam Bộ đồng nghĩa với từ nào? Vui vẻ, xấu hổ, tức giận hay là buồn bã? Mời em. B là phương án trả lời của em. Xấu hổ, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu là tên một loài mèo mướp, bầu, dưa hay là ngô? Xin mời bạn. Là phương án của em ạ. Mèo mướp, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Những điều khó nghe vì trái lệ thường được gọi chung là gì? Trời yên biển lặng, thuận mua vừa bán, xuôi chèo mát mái hay là chướng tai gai mắt? Xin mời em. Đây là phương án trả lời của em. Chướng tai gai mắt, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Đâu không phải thực phẩm? Bánh khúc, bánh nướng, bánh lái hay là bánh quy? Xin mời em. C là phương án của em ạ. Bánh lái, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Đảo nào thuộc vịnh Bắc Bộ? Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quốc hay là Phú Quý? Xin mời em. A là phương án trả lời cuối cùng của em ạ. A, Cát Bà, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Vâng, rất nhanh anh em mình đã qua được 5 câu đầu tiên. Phần thưởng của em bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của em sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, em sẽ có thêm một quyền trợ giúp để hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Và em còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Vâng. Em sẵn sàng với câu số 6 chưa? Vâng, em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Tay phải của tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm, Hà Nội cầm văn bản gì? Nam Quốc Sơn Hà, Chiếu Rời Đô, Bình Ngô Đại Cáo hay là Luật Hình Thư? Xin mời em. Vâng, câu này thì là em cũng có biết vua Lý Thái Tổ là có chiếu rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Và em chọn phương án của em là phương án B, chiếu rời đô. Chiếu rời đô B. Và em biết câu này nên câu này không khó với em. B là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Vâng, tượng đài được khánh thành vào năm 2014, có chiều cao là 10,10 m, nhằm tưởng nhớ sự kiện quan trọng trong lịch sử khi vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long, như em nói lúc nãy là năm 1010. Công trình được chế tác từ một khối đồng nguyên chất nặng 34 tấn và tạo hình vua Lý Thái Tổ đang đứng khoan thai, tay cầm cuốn Thiên Đô Chiếu, tay trái trỏ xuống dưới, mang ý nghĩa thể hiện quyết định là chọn thắng địa này làm nơi kinh đô mới. Em đã vượt qua câu số 6, phần thưởng của em bây giờ đang là 3 triệu đồng. Được. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của em sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Được. Và em vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Được. Em sẵn sàng đối với câu số 7 chưa? Được, em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Loại đàn nào được nhắc tới trong câu hát sau? Buông tiếng đàn, tang tình tang tính, hát lên bài nhớ thương. Violon, piano, guitar hay là đàn tơ rưng? Xin mời em. Câu này nếu mà như em ngồi ở nhà là em sẽ chọn luôn đấy. Em sẽ chọn luôn câu nào? Em là định là
dự định của em là đàn tơ rưng ạ. Tại sao? Tại vì là như em đoán ấy, thì đàn violon, piano hay là guitar thì nó ở nước ngoài. Còn cái câu này, tình tang tính hát lên bài nhớ thương, cái câu này như câu trong bài hát. Trong bài hát? Bài hát của người Việt. Vâng. Thì có khi là sẽ không thể là trong ba phương án trên. À, suy luận. Em nhớ ra rồi, em nhớ bài hát rồi. Em chọn, em sẽ xin thiên về phương án C. Tại sao? Bởi vì là bài này là bài của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm, nhớ ra Mỹ Tâm. Vâng, cây vâng. Đàn sinh viên ạ. Cây đàn sinh viên. Đi lên bài. Vâng, phương án trả lời cuối cùng của em là phương án C. C. Vâng. Sau 70% lựa chọn của bạn là đang nghiêng về tơ rưng thì bạn bất ngờ quay xe sang phương án C, guitar. Và chốt luôn. Vâng. Vâng. Và phương án C là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Bài này thì tôi tưởng là ai cũng qua thời đi học ký túc thì chắc kiểu gì cũng biết. Em vẫn nhớ một clip em xem về anh hát đánh guitar và hát về bài về nợ lương. Nợ lương cái gì bài đấy là người ta gọi là văn hóa doanh nghiệp. Vâng. Đây tôi đang nói đây là văn hóa nghệ thuật nó khác. Vâng. Vâng. Em vẫn nhớ cái đàn guitar đấy thì em cũng đoán, em bắt đầu em cũng nhìn mặt anh em mới nhớ ra là guitar đấy. Tại vì là em biết anh đánh guitar rất là hay. Thế là em mới nhớ đấy. Rất hay thì không phải đâu, tôi chơi bập bõm kiểu sinh viên thôi. Vâng. Em đã vượt qua câu số 7. Vâng. Phần thưởng của em bây giờ đang là 6 triệu đồng. Vâng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của em sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Một điều tuyệt vời là em vẫn còn nguyên cả vốn quyền trợ giúp. Vâng. Em sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Quốc gia nào sau đây thuộc châu Á nhưng có liên đoàn bóng đá là thành viên của UEFA? Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan hay là Turkmenistan? Xin mời bạn. Câu này thì là em có biết đôi chút ạ. Biết đôi chút. Bởi vì là như khi Việt Nam đá vòng loại World Cup thì em cũng có theo dõi các đội khác của Liên đoàn bóng đá châu Á. À. Và cũng đã loại trừ được 1-2 phương án rồi. Em đang phân vân giữa Kazakhstan và Kyrgyzstan, có phương án A và B. Nếu mà em ở nhà đúng thật sự là bây giờ là em sẽ chọn, em thiên về phương án B đấy. Em trả lời phương án B đấy, nhưng mà Kazakhstan. Kazakhstan. Em xin một quyền trợ giúp. Vâng, bạn dùng quyền trợ giúp em nào. Em dùng trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Vâng. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, bây giờ còn Kazakhstan hay là Turkmenistan? Khi mà nó có 4 phương án thì lại phân vân theo kiểu khác, mà khi nó còn 2 phương án. Thế lại, anh đang tưởng em đang phân vân giữa A với B. Vâng. Bây giờ còn B hay là bây giờ lại tự nhiên có D nữa thì em lại thấy khác à? Thôi nhưng mà hôm nay là em đến đây là phải mục tiêu là phải ít nhất là phải cầm được một tờ séc của anh. Ít nhất là anh phải mất một vài giọt mực. Thế ạ? Thoải mái đi, séc vâng. Còn cả quyển cơ. Vâng. Em sẽ đi tiếp và sẽ chọn và không sử dụng trợ giúp. Không sử dụng trợ giúp. Vâng. Vâng. Em sẽ chọn phương án B là phương án trả lời cuối cùng của em ạ. B. Kazakhstan. Anh nghe Kazakhstan rất là quen thuộc. Và phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ngay là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi dùng 50-50 đã chốt ở phương án B, Kazakhstan. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Đây, theo thông tin cho bạn, Liên đoàn bóng đá Kazakhstan được trở thành thành viên của UEFA vào năm 2002. Bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 14 triệu đồng và bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Vâng. Cơ hội còn rất nhiều. Bạn sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí còn có tên gọi khác là gì? An Nam Nhất Thống Chí, Tây Sơn Nhất Thống Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí hay là Lê Nguyễn Nhất Thống Chí? Mời em.
Câu này đúng sở đoản của em đấy. Sở đoản là tôi tưởng những người yêu đồ cổ biết về sành về lịch sử chứ. Lịch sử mà nhất là lịch sử về các triều đại của mình thì ngày xưa thì em nắm không vững lắm. Vâng. Còn đồ cổ thì nó là cận đại thôi, đồ cổ xưa thôi. Đồ hơi hơi cổ cổ. Em biết là bạn Hoàng sẽ rất giỏi về câu này. Vâng. Sẽ cho em xin trợ giúp là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các nhà thông thái ạ. Xin chào. Vâng. Người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí còn có tên gọi là gì? A. An Nam Nhất Thống Chí. B. Tây Sơn Nhất Thống Chí. C. Đại Nam. D. Lê Nguyễn. Đều liên quan đến Tây Sơn. Nhưng mà Lê Tây Sơn Nhất Thống Chí thì là của Ngô Gia Văn Phái. Ngô Thì Chí với cả Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sĩ các thứ viết. Đầu thế kỷ 19. Và đáp tên khác A. của nó là An Nam Nhất Thống Chí. Đáp án A. Vâng, em cảm ơn ạ. Chắc đầu thế kỷ 19. Vâng. Hai nhà thông thái đều thống nhất ở phương án A, An Nam Nhất Thống Chí. Vâng, em rất cảm ơn hai nhà thông thái. Và em sẽ theo các nhà thông thái và em sẽ chọn phương án là phương án A, An Nam Nhất Thống Chí. An Nam Nhất Thống Chí. Vâng. Và ở đây có rất nhiều cái bẫy nhưng các nhà thông thái đã vượt qua. Tập trung vào phương án A, An Nam Nhất Thống Chí. Vâng. Và A là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chúc mừng hai nhà thông thái. Vâng, anh đã tư vấn rất thành công. Cái này Hoàng có vẻ nắm kỹ hơn anh đúng không? Anh đọc cái này lâu lắm rồi, từ hồi cấp 2. Thực ra cái này thì một chương của nó, một hồi, tức là một phần trong cái tác phẩm tức là này. Nó là tiểu thuyết chương hồi. Vâng, và nó được trích ra một phần để đưa vào trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông. Và nó là cái hồi nói về, nội dung của nó là nói về cái khoảng thời gian mà vua Lê Chiêu Thống là hoàng đế cuối cùng của Lê Trung Hưng phải bỏ kinh thành và chạy sang cầu cứu quân Thanh. Thế nên là em vẫn còn nhớ khá là rõ cái chi tiết này. Vâng ạ. Chúng tôi cũng đọc qua cái đoạn đấy rồi nhưng mà vấn đề của chúng tôi là không nhớ. Nên là nhờ đến hai nhà thông thái. Vâng. Cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Rồi, bạn đã vượt qua câu số 9. Vâng. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Bạn còn hai quyền trợ giúp nữa, đó là gọi điện và nhờ sự trợ giúp của chú Tám. Vâng. Bạn sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Vâng, em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Tên gọi của loài động vật quý hiếm sao la ở Việt Nam có xuất xứ từ đâu? Một cánh rừng nguyên sinh, một bản làng, một vật dụng đi rừng, hay là một công cụ dệt vải? Mời em. Câu này thật sự là đúng là câu 10. Khó rất là em. Khó. Nhưng mà em đã từng biết, từng nghe cái tên này rồi. Em theo trí nhớ của em thì sao la đấy nó là một cái tiếng dân tộc ở Việt Nam. Thì em thiên về phương án B. Tức là một bản làng. Vâng. Ừ. Nhưng mà chắc câu này là không thể liều được. Không thể liều được. Vâng. Mốc quan trọng. Mốc quan trọng. Vâng. Và em sẽ dùng trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân ạ. Bạn sẽ gọi điện cho ai ạ? Em sẽ gọi điện cho anh Phong là đồng nghiệp của em. Bạn Phong. Vâng, vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với anh Phong ạ. Đây rồi. Alo. Alo, xin chào anh Phong ạ. Vâng ạ. Vâng, anh Phong ơi, tôi là Dũng đang gọi cho anh từ chương trình Ngay là Triệu Phú ạ. Dạ vâng, chào anh Tiến Dũng ạ. Vâng, hiện nay tôi đang ngồi với người chơi của chương trình là bạn Trung Dũng. Và bạn Trung Dũng đang gặp một câu hỏi khó khăn, quyết định là nhờ anh Phong trợ giúp. Anh Phong sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Hai anh em sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây. Vâng ạ. Bắt đầu. Anh tra Google em là tên sao la bắt đầu xuất xứ từ đâu? Tên động vật sao la, sao la. Con sao la ấy. Có rồi, rồi. Tên của nó xuất phát từ đâu? Xuất xứ từ đâu? Rồi. Tên sao la. Còn bao nhiêu giây? Anh cứ trả lời đi. Rồi. Sao la xuất phát.
Anh hỏi bao nhiêu giây nữa để anh căn giờ. Nhưng mà có khi em không nói là anh cũng chậm rãi thôi. Vâng. Rồi. Em sẽ dùng trợ giúp cuối cùng ạ. Vâng ạ. Em muốn hỏi chú Tám ạ. Vâng ạ. Cháu xin mời chú Tám xuống đây để trợ giúp cho bạn Dung. Đúng đấy, là chỉ còn cách đáp án khoảng nửa giây. Vâng. Bây giờ xin mời hai chú cháu bắt bảng nhé. Chú thì giữ thiền về một bản nào. Vâng. Nhưng mà cũng đấy 50, là cũng 50. Không 50-50 là cũng không chắc chắn. Vâng. Nhưng một công cụ dệt vải cũng làm cái đó. Vâng, cháu cũng nhưng thật còn sự còn cái vật dụng đi rừng và cái rừng nguyên sinh thì cái này là trong rừng trong Bình Thuận. Vâng. Còn sao là vâng. Động vật quý hiếm. Vâng. Trong xanh đồng. Chú Tám đang nghiêng ở phương án áo nhiều hơn ạ. Chú là đang nghiêng ở phương án D. Tức là một công cụ dệt vải. Vâng. Chú nghiêng nhiều về D. Còn em nghiêng nhiều về phương án nào? Em thì là 50-50 giữa B và D. Một bản làng hoặc là một công cụ dệt vải. Còn lại thì hai phương án kia là cánh rừng nguyên sinh hay là một vật dụng đi rừng thì sẽ không tính đến. Vâng. Em thì lại muốn đi tiếp. Chắc chắn là ai cũng muốn đi tiếp rồi. Vâng. Vâng. Chứ muốn dừng ở đây. Ừ. Mà em vẫn còn trẻ lắm. Vẫn. Theo chú thì 22 triệu là mua được khá là một bộ. Nó cũng chỉ còn một cái trợ giúp cuối cùng thôi. Vâng ạ. Để cho nên là cũng chắc chắn 80% thì vâng. Vâng ạ. Không, cháu muốn nhờ chú đến đây là tuổi chú là vững vàng và chắc chắn lắm. Nên là cũng muốn nhờ chú về tâm lý nữa để chọn phương án. Thì là chú là cũng thiên về phương án D thì không biết là một công cụ dệt vải. Vâng. Chú Tám đang B. chắc được bao nhiêu phần trăm phương án đấy? B. Cái này 50-50 thôi. 50-50, vâng. Em, vâng, cháu rất là cảm ơn chú ạ. Vâng. Ngoài rừng nguyên sinh Bình Thuận, rừng nguyên sinh Bình Thuận thì rừng... Cháu nghĩ câu này, câu số 10 thì... Phương án dễ trong câu này. Em thấy phương án dễ ở đây chính là phương án A. Rừng nguyên sinh. Là một cánh rừng nguyên sinh. Vâng. Là rừng cuộc chơi để trải nghiệm và sau đó trả lời. Bởi vì nó đều là 50-50. Vâng ạ, đấy tư vấn đấy. Của chú. Em có phương án của mình rồi ạ. Vâng. Em xin dừng cuộc chơi tại đây. Rồi, bây giờ là lúc anh em mình chọn một phương án cho vui đi. Vâng. Để xem em có qua được câu 10 không. Vâng. Còn phần thưởng của em chắc chắn là 14 triệu đồng rồi. Vâng. Mời em. Nếu mà như em mà bây giờ em thoải mái như này thì em sẽ chọn ngay là phương án C đấy ạ. Phương án C. Vâng. Quay xe luôn. Em nghiêng rất nhiều phương án D. Vâng. Nhưng mà tại vì là cái thời điểm này thì là lý trí với cả ý thức nó không cùng nhau nữa rồi. Em chọn luôn phương án C. Phương án C. Vâng. Nhưng mà phương án D mới là phương án chính xác. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu mời chú về trở lại khán đài. Vâng. Câu này căng nhỉ. Nhưng em đúng ở một chỗ phán đoán là đúng là nó sẽ không dễ dàng như là một cánh rừng nguyên sinh. Vâng. Đúng không? Vì đây là câu 10 rồi. Vâng. Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Vì loài động vật bí ẩn này sở hữu cặp sừng giống như hai cái cọc đứng của bàn xoay xe sợi dệt vải mà tiếng dân tộc Thái gọi là Sao La. Em đã dừng cuộc chơi nên vâng. là phần thưởng của em chắc chắn là 14 triệu đồng. Vâng. Vâng, còn về phần thi của em thì anh thấy cũng đầy đủ các cảm xúc. Mạo hiểm cũng có, vui cũng có. Vâng. Mà một chút nuối tiếc cũng có. Vâng. Nhưng không sao. Vâng, và đúng lúc này tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên. Vâng. Đồng nghĩa là phần thi của em cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào. Cảm ơn em. Vâng. Hơi tiếc nhỉ? Vâng. Nếu đi tiếp thì lại lên được 22 triệu. Ừ. Vâng.